Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tới trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt mùng 3 tháng 2 cho các đảng viên trên địa bàn huyện Văn Lâm, Khoái Châu và huyện Kim Động. Dự lễ trao huy hiệu có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phạm Văn Khuê, trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy, Bùi Thế Cử, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn đã trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên Nguyễn Văn Trần, sinh năm 1928, sinh hoạt tại chi bộ thôn Ngô Xuyên, Đảng bộ thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, Lê Thị Đoạt, sinh năm 1927, sinh hoạt tại chi bộ thôn Mãn Hòa, Đảng bộ xã Tân Châu, huyện Quế Châu, Nguyễn Văn Liễu, sinh năm 1925, sinh hoạt tại chi bộ Mai Xá, Đảng bộ xã Sông Mai, huyện Kim Động trao huy hiệu đảng cho các đảng viên đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trần quốc toàn khẳng định huy hiệu đảng là sự ghi nhận của đảng đối với những đảng viên có quá trình rèn luyện phấn đấu và có nhiều công hiến cho sự nghiệp cách mạng của đảng đây là vinh dự của cá nhân mỗi đảng viên và của đảng bộ các cấp trong tỉnh đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu phát huy kinh nghiệm uy tín của mình đóng góp cho đảng bộ chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh